Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Hàng Gà. Tiếp tục series ở game Ixion. Hôm nay thì mình đã khu vực 2. Ok, mình đã mở rộng thêm được một cái khu vực nữa, đó là cái khu vực 2. Nó thành 3 khu vực. Mở rộng ra thì nó cũng có khá là nhiều vấn đề khi mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái kinh nghiệm hạnh phúc cũng như là những cái chỉ số của những cái khu vực mà trước đó. Đấy, rất là đau đầu. Ok, mình sẽ bắt đầu khai thác cái khu vực này để bù đắp lại cái lượng tài nguyên ở bên bên hai khu vực này nhá. Đầu tiên sẽ là cái công cuộc mở đường. Những cái con đường này thì sau đó mình sau khi mà khai thác xong thì mình sẽ phá anh em yên tâm. Mình sẽ tăng tốc một chút nhé. Mình sẽ ở bên này thì nó đang bị vướng một cái bệnh viện, mình sẽ phá cái bệnh viện này đi, sau đó là xây dựng một cái bệnh viện khác. Đâu nhỉ, bệnh viện nó nằm ở cái chỗ nào nhỉ? Sau khi mà phá cái bệnh xá này đi xong ấy thì mình sẽ xây con đường nối sang khu bên cạnh này để có thể là nó đưa cái lượng công nhân sang. Điểm chu kỳ này nó tụt khá là nhanh. Mình sẽ phải xây thêm một cái đây nó có một cái khoa khí va rồi. Xây thêm một cái khoa khí va nữa, nhưng mà xây thêm thì nó sẽ làm người dân cái lượng người dân nó sẽ không đủ. An accident has occurred in the tycoon. Máy được, mình sẽ tắt cái nhà máy này đi nhá. Tắt tạm cái nhà máy này đi. Đấy, nó xảy ra khá là nhiều vấn đề đấy. Tắt tạm nhà máy này đi. Tắt tạm nhà máy này đi thì vì mình đang có cái lượng sắt ok ở đây rồi, ổn định ở đây rồi. Ở đây thì nó vẫn đang thu thập về. Tạm đi này cũng đang thiếu đâu đầu ở đây, sẽ xây thêm một cái nhà máy này nữa. Sang vùng 6. Cũng đưa sang 6 nha. Đưa một chút cái lượng cái hợp kim sang. Ở bên này thì vẫn đang khai thác. Này sẽ xây một cái kho small ngay đây. Ngay bên đây hợp lý hơn. Xây một cái kho ở đây. Tạm đây.
cho công nhân không sáng nhỉ. Tycoon death toll now stands at over 100 under the current administration. An accident has occurred in the Tycoon. Đưa một ít người sang khu 2. Để nó để cho nó làm cái này, sao nó không chưa làm nhỉ? Làm với thông nhau rồi đúng không? Population transfer complete. Ok, có điện rồi. Sao nó không sang? Đây mình sẽ xây nhà này. Mày. An accident has occurred in the Tycoon. Hull integrity below 50%. Sẽ không nhận mất bộ là 30. Để công nhân sang đây thì
được công nhân từ khu vực 1 sang khu vực 2. Đưa sang thì bên đây nó lại thiếu anh em ạ. Đau đầu đó cái chỗ đó. Đưa sang thì bên này thiếu. Population transfer complete. Công nhân. Warning, a sector is being overworked. Sucked. Incident has occurred in the Tycoon. Has occurred in the Tycoon. Happy New Year, Administrator. Đây nó có 16 cái gì nhỉ? À, hiểu rồi. Mình không thuộc mình tích ấy. Tin cũng nó tụt cái thể thảm luôn. Niềm tin đang trừ 0.4 trên mỗi thực kỳ. Khu vực 2 đang tức giận. Tức giận cái này này. Giận nó chưa có nhà dân.
incident has occurred in the Tycoon. Xây một cái bảo máy điện tử thì khá là cần thiết. Xây một cái này đi. Đưa cái bảo máy điện tử này về khu 1. No. Mẹ có bao nhiêu sang đây nuôi hết, kinh khủng thật sự luôn. Cái thân tàu ấy anh em tiêu tốn kinh khủng luôn. Top. Ok. Xóa những cái con đường này đi. Xóa bớt đi. Thank you.
Đâu đâu đâu. Thiếu để xây cái này đưa ngược lại. Tức nhỉ, công ấy. Một trăm chín mươi tám sắt. Has occurred in the typhoon. Thêm cái gì cũng được khi mà thiếu dân.
đầu đầu cái nó thiếu dân. Ok, có lẽ anh em đã hẹn anh em một cái clip tiếp theo nhé. Mai mình đã mở rộng thêm một khu vực rồi, khá là đau đầu luôn khi mà nó có thiếu cái lượng dân này. Thiếu lượng dân thì không thể mở rộng và phát triển mạnh được. Ok, hẹn anh em những clip tiếp theo của The Game Mission rồi nhá. Anh em có thể theo dõi những cái clip khác ở những cái tựa game khác tương tự như Mission trên cái kênh của Hải Gà nha. Ok anh em.